Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe của chúng tôi trong ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bốn cái sai lầm khi tắm có thể khiến cho bạn bị tổn thọ. Vậy thì đấy là bốn cái sai lầm nào? Chúng ta biết rằng là tắm giúp con người thư giãn, hồi phục sức khỏe nhanh, nhưng nếu bạn tắm không đúng cách cũng vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất là tắm trong cái thời gian mà quá lâu. Cái việc tắm quá lâu dễ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Theo các cái nghiên cứu cho biết thì thời gian tắm của phụ nữ tương đối dài, trung bình khoảng từ 20 đến 30 phút. Khi bạn tắm trong một cái thời gian quá dài sẽ gây thiếu oxy, thiếu máu cục bộ, dẫn đến chóng mặt, dễ dẫn tới là ngất xỉu. Ngoài ra thì khi bạn tắm lâu sẽ khiến cho hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, dẫn tới là nhiều các cái mối nguy hiểm khác. Và cái thứ ba là ăn xong tắm luôn. Thì nhiều người thường có cái thói quen là ăn tối xong là đi tắm luôn cho sạch sẽ, người hết mùi thức ăn khó chịu. Nhưng cái thói quen này vô cùng gây hại cho sức khỏe của bạn, khiến cho cơ thể không tiêu hóa được cái thức ăn. Ngoài ra thì việc bạn tắm ngay sau khi ăn sẽ gây ra cái ảnh hưởng trực tiếp, cái việc mà cản trở việc lưu thông máu và làm thiếu máu cục bộ trong não. Và cái lưu ý thứ ba là tắm thời gian quá khuya. Do cái bận rộn công việc nên là nhiều người thường tắm rất khuya, điều này là không tốt cho sức khỏe của bạn. Khi bạn tắm quá muộn làm tăng cái nguy cơ trúng gió hoặc là cảm lạnh, vì khi đó là các cái tĩnh mạch giãn ra và huyết áp giảm. Ngoài ra thì có thể gây giãn tĩnh mạch dẫn tới là đột tử rất nguy hiểm. Và cái thứ tư đấy là tắm nước quá nóng. Sau một cái ngày làm việc, nếu bạn được tắm nước nóng sẽ giúp thư giãn tinh thần và lấy lại được cái sức khỏe nhanh chóng. Nhưng nếu bạn tắm cái nước quá nóng có thể gây bỏng hoặc làm mất nhiệt trong cơ thể, khiến bạn mệt mỏi hơn, đồng thời dễ mắc chứng hạ đường huyết, tụt huyết áp, dẫn tới là ngất xỉu. Chính vì vậy mà bạn chỉ nên tắm ở cái nhiệt độ mà làn da chịu được, cũng có cái giới hạn, dao động trong khoảng từ 35 đến 40 độ C là phù hợp, sẽ khiến cho bạn luôn khỏe mạnh. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là bốn cái sai lầm khi tắm mà khiến cho các bạn có thể bị tổn thọ mà từ trước đến nay nhiều người chúng ta không để ý đến. Và nếu chúng ta cứ tắm thường xuyên, không để ý tới bốn cái cách này thì thật sự là rất nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta. Và cũng rất mong rằng với cái bản tin sức khỏe của chúng tôi hôm nay sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và tạm biệt quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của chúng tôi.